mình đó, hồi nãy mấy chai này nè, nãy đâu rồi, nãy cô giới thiệu em nè, dầu quất nè ha, chanh dây nè ha, tép hút phân tử nè, em dầm nè, chanh dây nè ha. Mình thay vì mình đi mua chanh dây thì mình làm rất là mất công. Mình đặc biệt nè, trà sữa chỗ này nè, đây là cái cốt trà nè, đây là cái bột sữa béo nè, cái tỷ lệ nữa mình học mình sẽ trộn, cái này là béo, cái này là thơm, mà ở công thức mình là phải trộn với nhau, và đặc biệt cái trà này không có đụng hàng. Đây cốt nó đây, nhập khẩu từ Đài Loan mua được nha. Nước ép nó có nhiều mùi lắm, cái này mình chỉ đại khái thôi, đại khái rồi cô chỉ cái nguyên liệu đang cho nó xài thôi. Mở quán nè, em có nhớ sơ sơ và mình trao đổi lại cái bán những cái món truyền thống ở trong ở Ô Môn phải không? Dạ. Mong muốn của mình là giá bán bao nhiêu tiền để cô có thể lựa chọn cái nguyên liệu để cô tư vấn cho em. Rồi cà phê nữa, cà phê á, là mình sử dụng cà phê của bếp ba hay mình sử dụng của ai để cô biết cô định lượng trong quá trình ấy luôn. Dạ, ở đây luôn. Bây giờ cái menu của em bây giờ cô sẽ lược lại nè, dựa trên cái menu của em, đây là cái menu mẫu thôi. Dạ. Nha, bây giờ dựa theo cái mong muốn của mình bán cà phê thì có phê đá, phê nắng, phê sữa, xỉu truyền thống hiện đại là có nghĩa là truyền thống xưa giờ mình xài sữa tươi, mà hiện đại là cô xài theo cái xu hướng ẩm thực mới là sữa đậu nành đó. Dạ. Nếu mà cảm thấy 6 món này chưa đủ, cô ơi em muốn thêm 6 món nữa, cô tự hướng dẫn thêm cho em, chưa học thì cô sẽ đào tạo, đơn giản vậy thôi, đừng có lo lắng. Chia sẻ những cái kỹ năng, những cái bí quyết gì cho những tình huống này, và đồng thời đặc biệt là cô sẽ có nghĩa là định hướng cho một món đặc biệt của cà phê mình. Hiểu ý đặc biệt không? Có nghĩa là mình sẽ chọn một ví dụ như mình thích một gì, trà sữa hay là cà phê hay là trà, thì em muốn đặc biệt ở chỗ đó một chút xíu với giá tiền nhiều, là cô sẽ định hướng lên, rồi đó cô sẽ sáng tạo ra cho một món, hiểu chưa? Một ngày cô cho em một ngày để tiếp xúc với cô hướng dẫn cho, là bảo đảm về làm được. Cái vấn đề không phải là cái vấn đề mà mình muốn bán hay không, còn em chỉ cần một ngày là cô sẽ bảo đảm cho em làm trà sữa được. Nếu như có khách hàng mình là tuổi tiên thì mình bỏ cái này thì nó rất là ổn. Nhưng để em đừng có hoang mang là nó nhìn nhiều lên như nhiều. Cô có cái phương pháp dạy của cô, em không có cần phải nhớ công thức, và có nghĩa là em đừng có nghĩ giống như mình học là mình phải đi lấy trà này, thí dụ hồi Phúc Long, hồi hồng trà số 9, hồi cái hồng trà với bạc mình nhức đầu. Thực ra mình học thì lúc nào cái chỗ học người ta cũng cho mình sử dụng nhiều loại trà để mình thưởng thức, mình thử, mình biết cái khẩu vị. Rồi khi mà thực tế mấy bạn làm á, sẽ chốt lại cho mấy bạn cái phương pháp nó gọn nhất. Chứ mà kiểu nhớ kiểu đó cô nhớ cũng không nổi nữa. Nói với lại về vấn đề mà nhớ nổi thì cái phần đó nó không có hiệu quả gì kinh tế. Ví dụ như mỗi món mà mình đều linh tinh hết trơn á, mình không có biết phối với nhau thì mình chuẩn bị quá nhiều nguyên liệu, làm cho cái người học viên của mình, người chủ quán á, nó tốn rất nhiều tiền. Mà cuối cùng á, khi ra món bán mỗi cái năng thì không hiệu quả. Này trên này mình lấy 20 ml mình bỏ vô lát với sữa tươi là rồi, ra sữa tươi nó ra rồi xanh. Em không có tốn nguyên liệu nữa, chứ không phải là ở trên này á, là một mớ một đống, rồi ở trên dưới này một đống đồ, không phải. Có mấy cho cao món nữa đi cho nó phong phú. Rồi các món trà ở đây cô thấy em như gửi cho cô là trà đào. Đào nè, có nè, cô có giữ cho em nè, trà ổi làm bánh hết rồi, trà ổi hạt chia nè, trà bưởi nha, bỏ nha, trà chanh, trà đào đi, rồi trà giải, trà đào cũng xả, trà giải, trà trái cây nhiệt đới, được chưa? Trà tắc, rồi trà tắc đó, trà tắc ngọc trai là cái thạch này nè, cái thạch này dạ. Cô gọi là ngọc trai hay là bao quy đó, cô đem xuống cho tên nó sang cho em thôi, nó nghe gì nó sang rồi, được chưa? Còn cái mít phong chi này theo cô thì em chưa làm nổi, em lấy mấy mùi trên đó, xuống, cỡ nào hai chị em cũng ra hết nguyên liệu mà. Đâu có tốn nhiều tiền cái này. Dạ. Rồi có mojito nè. Mojito thì cái ngon nhất là cô thấy là mojito chanh dây. Mojito chanh dây bạc hà được rồi. Mojito dâu á không bằng. Cái nói bộ phận thiết kế á, mình thiết kế đâu vậy, yêu cầu bắt buộc là phải có cái số điện thoại với địa chỉ. Dạ. Mình không có cần phải ấp thị xã gì chứ, mình chỉ cần là Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng là cũng được rồi. Nha, rồi số điện thoại của mình.